khấu tiến công của hắn sắc bén như vậy, so với võ công lúc trước như hai người khác hẳn. Trong vòng một đêm sao có thể tiến bộ vượt bậc như vậy? Tên tiểu tử này là thần thánh phương nào? Không được, không thể ham chiến, phải dốc toàn lực. Ngươi lại thua rồi. Ta sẽ không thua mãi đâu. Ta sẽ còn quay trở lại. Tên bạn thám sự đó của ngươi, ngày mai dẫn cả hắn đến đi. Tìm quân ấy làm gì? Ta phát hiện chút chuyện bất thường phía đông bắc đảo, muốn nói chuyện cùng hắn. Được, ngày mai ta đưa quân ấy đến. Nếu không phải vì ngươi thân mang trọng bệnh, thì chúng ta đã có một trận quyết chiến đến cùng. Ngươi không nói cũng không sao. Ta biết bọn họ sẽ đi đâu. Tiểu nhị, khách quan đến đây, đến đây. Khách quan, mì của ta bao nhiêu tiền? Của khách quan 2 quan tiền. Tiền của ta hình như bị đánh cắp rồi. Khách quan, người đùa sao? Chỉ có 2 quan tiền mà cũng muốn quỵt sao? Tiểu nhị, hay thế này đi, lần sau ta quay lại, đến lúc đó ta sẽ trả sao? Những kẻ ăn quỵt như ngươi ta gặp nhiều rồi. Hãy để đau lại, người có thể đi. Hành tẩu trên giang hồ, không đao kiếm thiệt là mất mặt. Không được, phải trả tiền cho ta. Tiểu nhị, khách quan, đến đây, đến đây. Không trả tiền cho ta thì không được đi. Khách quan thật sự xin lỗi, bên kia ồn ào ảnh hưởng đến khách quan. Thật là mặt dày người xem, chỉ có 2 quan tiền thôi mà, đừng để người ta khó xử. Hãy tính vào phần của ta. Xin đa tạ. Xem như người may mắn đấy. Đa tạ. Tử Phùng, Tri Kỷ, Thiên Bôi Thiểu, chi bằng chúng ta hãy cạn ly ở đây. Xin lỗi, ta còn có việc quan trọng, cần lên đường gấp. Thôi đành vậy. Đại hiệp xem ra dường như đang có tâm sự. Bằng hữu ta làm tổn thương ta. Ta và huynh ấy đã chấm dứt. Thật tốt quá. Còn có bằng hữu để mà chấm dứt. Bằng hữu của huynh đâu? Giống như huynh, đường ai nấy đi cả rồi. Nào, hãy cạn ly lần cuối trước khi lên đường. Cảm ơn đại hiệp đã ra tay giúp đỡ. Chỉ là 2 quan tiền thôi mà, không đáng để nhắc đâu. Xin cáo từ. Cáo từ. Ta tên gọi Triển Tứ, đi Liêu Đông giải quyết chút việc. Khi trở về, nếu huynh còn ở đây, ta sẽ gửi lại tiền cho huynh.
Huynh đi Liêu Đông để giết một người tên Giản Bất Tri đúng không? Đúng vậy. Còn một người nữa tên là Triển Thập Thất. Tại hạ là Dương Ốc Sơn Triệu Ngã Hoàng. Nếu muốn giết bọn họ, hãy bước qua xác của ta trước. Ta thật sự cảm thấy rất đau lòng. Nó là một việc vô cùng nhạt nhẽo. Vậy huynh gặp ta là phải rồi. Vì bằng hữu ta thường nói với ta rằng, ở bên cạnh ta sẽ không hề thấy nhạt nhẽo. Hy vọng là như vậy. Để báo đáp ân tình của huynh, ta quyết định dùng tay trái. Xem ra ta phải đa tạ hai quan tiền. Ta là kẻ không muốn nợ ân tình của người khác. Tuy ta rất kính trọng huynh, nhưng điều này không thể thay đổi được cục diện. Ta vẫn phải giết huynh. Vậy nên hãy nói cho ta biết tài nghệ của Triển Tứ nổi danh trốn giang hồ. Vì vậy chứ, chỉ cần xuất đao cũng như vậy cả thôi. Nhát dao chí mạng này bị hắn cản lại. Cả quá trình ta đã quan sát rất kỹ. Hắn nhắm vào đầu của ta, tốc độ rất nhanh. Ta ẩn mình trước, sau đó sẽ nhằm vào phía sau cổ sơ hở nhất mà chém. Nhưng đột ngột thay đổi chiêu thức, dùng phản thủ đao suýt chút nữa là lấy mạng ta. Đao pháp vừa đa dạng vừa linh hoạt như vậy, chỉ có thể là đao pháp phản thủ đao Lý Gia của Hàn Nguyệt Sơn Trang. Có muốn đánh nữa không? Huynh không phải chỉ biết chiêu này thôi đấy chứ. Ta có bao nhiêu chiêu, huynh đều biết cả rồi đấy. Đánh một trận đến cùng đi. Đao pháp mà huynh dùng là đao pháp của Lý Gia ở Hàn Nguyệt Sơn Trang. Huynh biết đao pháp mà ta đang dùng. Ta mong đi đến Hàn Nguyệt Sơn Trang một chuyến để giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất đao. Tiếc là ta chưa có cơ hội đến đó, thì nghe nói họ đã chết hết cả rồi. Hôm nay huynh thắng ta, huynh chính là thiên hạ đệ nhất đao. Không thể không thừa nhận đấu với huynh thật sảng khoái. Nhưng tất cả những điều này đều kết thúc ở đây thôi. Triệu Ngã Hoàng, hãy ra đây quyết đấu một trận nào. Đừng làm con rùa rụt cổ nữa.
đao pháp không có mắt. Ít chính là nhiều, chậm chính là nhanh, yếu chính là mạnh. Đừng tìm nữa, ta đang ở đây rồi. Thật sảng khoái. Thì ra là như vậy. Trăng đêm nay rất đẹp, nhưng tiếc thay không thể nào cùng nhau uống ly rượu. Ta thua rồi. Tại sao lại muốn giết ta và Giảng Huynh? Minh Nguyệt, sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Cái này là thêu cho ta đúng không? Có thể cho ta xem một chút không? Thật là đẹp như cô nương vậy. Tỉnh rồi sao? Diệp tiên sinh, sao lại là người? Ngươi tưởng ta là ai chứ? Giảng công tử nhà các ngươi cũng không biết cái này đâu. Đây là đâu? Ta cũng không rõ lắm. Có lẽ sắp đến Liêu Đông rồi. Ngươi đã ngủ suốt mấy ngày rồi? Nếu không phải bọn ta quan tâm đến ngươi thì ngươi đã sớm chết cống rồi. Ai bảo các người đến cứu ta? Tên tiểu tử không biết tốt xấu kia, hắn đang điều khiển xe ngựa. Sao huynh lại để hắn điều khiển xe ngựa? Diệp tiên sinh, Triệu Ngã Hoàng thế nào rồi? Có lẽ hắn không gặp trở ngại gì lớn đâu. Vẫn chưa tỉnh à? Thế thì thật đúng lúc. Huynh ra ngoài đánh xe đi, để ta khâu cho huynh ấy. Vì khâu vết thương ngươi cũng biết sao?
Ta đương nhiên là không biết rồi. Nhưng trước đây có học qua may giá quần áo, chắc trình tự cơ bản đều giống nhau đúng không? Ngươi là tay mới, cái này khi khâu e sẽ rất là đau. Đau sợ gì cơ chứ? Dù sao huynh ấy cũng chưa tỉnh. Không sao đâu, Diệp tiên sinh yên tâm đi. Được, thế thì giao cho ngươi. Vâng. Ta có thể bắt đầu được rồi. Chờ đã, chờ đã. Diệp tiên sinh hãy chờ khâu xong rồi hẳn đi. Tỉnh rồi. Vẫn còn ngang bướng như vậy, người biết ai cứu người không? Ta không cần cầu xin các người cứu ta. Nếu cần cứu thì chắc chắn Diệp tiên sinh sẽ cứu ta. Ta trở thành Diệp tiên sinh rồi đúng không? Thế thì tốt, hãy để Diệp tiên sinh ta tiếp tục khâu cho ngươi. Khoan chờ đã, cái gì vậy? Ta đã luyện rất thành thạo. Thế thì chi bằng ta lại đi Thiên Sơn mời tiểu yêu nữ về lại khâu cho ngươi. Thế thì không cần, cô ta ra giá rất đắt, ta không trả nổi. Tiền của ta đều ở trong quán rượu hết rồi. Đúng vậy, ngươi chịu đựng chút đi, giá cô ta rẻ hơn nhiều. Khoan chờ đã, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, nhanh vào đây đi. Ngươi gọi mấy làm gì? Ông ấy đang ở ngoài đánh xe. Ta khâu là được rồi. Nào đến đây, đến đây. Giảng huynh, ta sai rồi. Ta sai rồi. Không ngờ các người đuổi theo nhanh như vậy. Ta đã nói rồi, còn ta đây, ta sẽ không để bọn chúng đụng đến ngươi. Đây là Tuyết Sơn Tứ Sát, chuyên làm nhiệm vụ sát nhân cho Tiêu Cục Tam Thông, chưa hề thất bại. Ở chỗ này có ba người, chắc chắn còn một người đang ở chỗ chúng ta không nhìn thấy. Nếu đã biết bọn ta là Tuyết Sơn Tứ Sát, thế thì đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Hãy mang tính vật ra đây. Đây là việc giữa ta và các ngươi, không liên quan đến cô ta. Hãy để cô ta đi đi. Đừng phí lời nữa. Tính vật đâu, giao ra đây. Ai dám động vào hắn, ta sẽ giết kẻ đó. Hãy đứng sau lưng ta, đừng đi đâu cả. Xông lên. Ngươi đi nhanh đi, bọn họ sẽ không lấy mạng ta. Cứ xem như ngươi giỏi giỏi đi, cũng đừng hòng thoát khỏi tay Tứ Sát này. Trương Đại Can. Không sao chứ? Chúng ta phải mang cái xác giấu đi. Nếu không may bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Bên này. Hãy đưa tín vật ra đây. Nếu không tất cả đều phải chết. Mang mạng ra đây. Trời đất trở nên lạnh giá, bị giam hãm giữa ánh sáng và bóng tối.
nụ cười không bao giờ tắt của nàng, sáng chói như dải ngân hà. Không thể thôi yêu nàng, những kỷ niệm luôn ở trong ta. Ánh sáng sau cơn mưa chói lóa rực rỡ, đó chính là nàng. Cũng chính là lúc ta thấy nàng. Ta cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại chàng. Muốn bỏ rơi giảng công tử của nàng ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Chúng ta chẳng phải đã nói rõ rồi ư? Huynh đi hắc vũ lĩnh giải độc, ta đi Liêu Đông giúp huynh giải quyết mọi việc. Tại sao huynh không nghe lời? Ai bàn bạc với nàng chứ? Rõ ràng là nàng bỏ rơi ta, còn cho ta uống thuốc mê nữa. Nàng biết nàng có tội gì không? Xin lỗi. Huynh bệnh nặng như vậy, lại luôn suy nghĩ về việc ở Liêu Đông, nên đây là cách mà ta nghĩ sẽ tốt nhất. Ta đến tìm nàng cũng chính là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ được. Còn tính mạng của huynh thì sao? Huynh sẽ chết. Ta đã từng hứa với nàng, nếu có chết cũng phải chết dưới tay nàng. Giảng công tử, Trương đại ca, sao ngươi đến đây? Một vài câu không nói hết được. Ta và Triển cô nương chịu sự ủy thác của Dương lão đại đến cứu vị tiểu huynh đệ này. Ta là mật sứ của Dương lão đại, đa tạ các vị đã tương trợ. Tại hạ Dạng Bất Tri của Thần Cơ Cốc. Thì ra là thiếu cốc chủ của Thần Cơ Cốc. Nghe danh đã lâu, nhưng đây không phải là nơi có thể nán lại lâu. Chúng ta nên đưa xác đến một nơi an toàn, nếu không phó lão nhị sẽ phát hiện ra. Được. Cùng lắm thì ta dùng phi đao điểm ngay vào huyệt đạo của hắn. Vị huynh đài này, huynh đài xuống tay cũng hơi mạnh đấy. Thực ra hắn không đáng phải chết. Ngươi không biết sự lợi hại của hắn à? Nếu hắn còn sống, chúng ta nhiều người như vậy cũng e rằng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên lúc di chuyển xác, ta đã cho hắn một triều. Mai Lão Tam và Tuyết Sơn Tứ Sát, năm đó đều là những cao thủ được Dương lão đại tuyển chọn trong số hàng vạn cao thủ khác. Đều là những cánh tay đắc lực, tiếc thay, đúng là nối giáo cho giặc. Nếu không phải tiểu gia ta có nhiệm vụ phải làm, thì ta đã sớm rời khỏi nơi đầy rẫy thị phi này. Nói đi cũng phải nói lại, đều do nội bộ tiêu cục Tam Thông xuất hiện các loạn tử. Thảo nào Dương lão đại, thần sắc khi ông ấy nhìn chúng ta rất khác. Lúc nói chuyện, hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại còn vội vội vàng vàng đuổi chúng ta đi. Các vị đã đến gặp Dương lão đại rồi ư? Ta vẫn nhớ như in tay của phó lão nhị lúc đó luôn để chặt sau gáy ông ấy. Ta nghĩ tính mạng của Dương lão đại nằm trong tay phó lão nhị. Như vậy, thảo nào ta chờ ông ấy rất lâu cũng không thấy ông ấy đâu. Không xong rồi, chúng ta phải cứu Dương lão đại. Đúng vậy, Dương lão đại không cần chúng ta cứu. Ông ta đã đến đây rồi. Đến rồi. Người chính là Dương lão đại. Hắn chính là Dương lão đại. Ở tiêu cục Tam Thông, ta đã thấy Dương lão đại đó có gì đó bất thường. Khi ông ta trả lời các câu hỏi của ta, luôn nhìn sắc mặt của phó lão nhị cạnh bên. Cho dù bị uy hiếp hay bị ép nói ra những lời không muốn nói,
Trong ánh mắt của hắn, chỉ ít phải lộ rõ vẻ miễn cưỡng, thậm chí là phẫn nộ, nhưng hắn không hề, hoàn toàn là sắc thái của một kẻ đang làm theo mệnh lệnh. Cho đến khi ta gặp ngươi, trong lòng ta mới có câu trả lời. Hắn không phải là Dương lão đại, ngươi mới là Dương lão đại. Tuy ta không biết ngươi vì lý do gì lại có một dáng vẻ thiếu niên như vậy, nhưng sự kiêu ngạo trong mắt ngươi thì không che giấu nổi. Ánh mắt của hắn quả thực rất mạnh mẽ. Người người trên giang hồ đều biết Dương lão đại trước nay không dùng binh khí, vì thiết chưởng cô ấy là cái thế vô song. Hai tay ngươi đầy vết chai sần, thiết nghĩ ngươi đã trải qua không ít khổ luyện mới có được binh khí dũng mãnh nhất trong thiên hạ. Ngươi không phải là Dương lão đại thì cũng khó mà trở thành ai khác. Không ngờ Mai lão tam và Tuyết Sơn tứ sát đi theo ta nhiều năm nhưng không hề nhận ra, còn ngươi thì lại nhận ra được. Không sai, ta chính là Dương lão đại mà các ngươi đang tìm. Tiểu tử, không đúng chút nào. Dương lão đại tung hoành ngang dọc trên giang hồ đã lâu, theo lý mà nói ông ta nên có năm thê bảy thiếp mới phải. Cái này phải hỏi chính ông ta. Trẻ trung không được sao? Để trẻ trung như thế này, ta đã dùng tất cả các phương pháp, không thể không thán phục y thuật của Hồi Xuân Thánh Thủ đã giúp ta trở nên trẻ như thế này. Thì ra là ông ta. Thế thì chả trách. Ông ta là ai? Ông ấy là sư đệ của ta, bản lĩnh khai đao không thua kém ta. Nhưng ông ấy xưa nay không muốn chữa bệnh cứu người, lại chuyên tâm nghiên cứu sâu về lĩnh vực biến diện, cho nên ông ta đã giúp Dương lão đại cải lão hoàn đồng rất dễ dàng. Đây chính là bút tích của ông ấy. Nhưng đáng tiếc thay, ông ấy đã chết. Chết rồi ư? Sao lại như vậy? Ông ấy đã bị Phó lão nhị giết chết. Tai họa ập xuống bất ngờ, huống hồ gì ông ấy chỉ là một lang y. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Để có được khuôn mặt này, Thánh Thủ Hồi Xuân đã phẫu thuật cho ta 5-6 lượt. Mỗi lần phẫu thuật đều yêu cầu ta uống thuốc tê. Ta không ngờ ông ấy bị Phó lão nhị mua chuộc. Lần phẫu thuật cuối cùng, ông ta đã bỏ quá công tán vào thuốc mê để phế đi võ công của ta, cho nên hôm nay mới có cục diện này. Quả nhiên là Phó lão nhị. Hắn nghĩ rằng với thực lực của Tiêu Cục Tam Thông chỉ lẫn quẩn ở Liêu Đông thì thiệt thòi quá. Hắn muốn phô trương thân thế đến tận biên giới, thậm chí là mở rộng ra cả Trung Nguyên. Nhưng ta không đồng ý với cách nghĩ của hắn. Bề ngoài hắn không dám phản kháng ta, nhưng đằng sau đã làm không ít việc, thu phục nhân tâm khắp nơi, chỉ chờ có cơ hội một ngày nào đó lật đổ ta thành bá chủ của cả Liêu Đông. Một tên tiểu tử có giả tâm, nhưng hắn không biết được rằng ta đã chán ngán vị trí hiện tại lắm rồi và muốn rút lui từ lâu. Nhưng giả tâm của hắn ngày càng lớn, ta càng không thể giao Tiêu Cục cho một kẻ như hắn. Nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn thực hiện ý đồ đó. Đó là sơ suất của ta, đã để cho hắn nắm bắt được cơ hội duy nhất. Ta không biết hắn đã mua chuộc Hồi Xuân Thánh Thủ bằng cách nào, đã khiến ta mất đi võ công. Hắn đã giết Hồi Xuân Thánh Thủ để diệt khẩu. Làm như vậy, cả thiên hạ này người biết được diện mạo mới của ta chỉ có ta và hắn. Nhưng ta đã kịp thời giữ lại hai vũ khí bí mật. Vũ khí gì vậy? Thứ nhất, đó là ta đã giấu tín vật đi. Phó lão nhị chỉ cần một ngày không cầm được tín vật của tổng tiêu đầu thì hắn sẽ không có quyền lực gì ở Liêu Đông. Thứ hai, trong một thời gian ngắn ta đã kịp đào tạo một tâm phúc đáng tin cậy, đó chính là ta. Phó lão nhị đã bắt nhốt đại ca lại, ta đã lén giúp huynh ấy thoát ra đây. Triển cô nương, thật ra ngay lần đầu gặp cô, ta đã biết bị trúng chiêu của bọn họ, nên mới nhờ cô 5 ngày sau giúp ta thoát khỏi sự truy sát của bọn chúng. Vào giờ ngọ 5 ngày sau, cô nương hãy đến phía bắc Tiêu Cục, ở một ngôi miếu cũ cách Tiêu Cục 10 dặm, cứu giúp ta một thiếu niên. Thì ra là vậy. Xin lỗi, ta đã che giấu thân phận với cô. Ta thật không muốn cô bị lún sâu vào việc này. Tiểu tử, ngươi cười gì vậy? Ta cười dẫn khí của ta thôi, không hề kém chút nào. Tuy đã dùng cách này để tìm thấy ngươi, nếu ngươi chính là Dương lão đầu, thế thì ta có lời nói thật. Xin cứ nói. Chúng tôi từ nơi xa xôi ngàn dặm đến Liêu Đông tìm ông, thực ra chỉ có một mục đích. Ta muốn biết thảm án tại Thần Cơ Cốc 8 năm trước. Vì ta ở trong cốc nhưng không thấy thi thể của Dương Họa, ta nghĩ việc này chắc chắn có một sự thật khác. Lần đầu gặp Triển cô nương, cô ấy đã nói với ta chuyện của 8 năm trước. Ta nghĩ ta vẫn còn nhớ rất rõ.
Hãy chờ đã. Sao thấy gương mặt ngươi rất quen? Có thể tiền bối đã gặp tại hạ hồi nhỏ chăng? Trí nhớ của ta có lẽ là do ảnh hưởng của thuốc mê mà sư đệ ta đã lén bỏ vào thuốc mê mà hắn dùng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến não. Thảo nào, nếu đã như vậy thì tiền bối hãy nói cho ta biết 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Nguyên tắc lăn lộn trên giang hồ của ta là quyết không chịu thiệt trong trao đổi. Nếu ngươi muốn biết sự thật, được thôi, ngươi phải tiến hành một thỏa thuận với ta. Giá trị của thỏa thuận này, cho dù ngươi là con trai của Giảng đại ca, nguyên tắc của ta sẽ không thay đổi. Ban đầu khi ta bảo Triển cô nương giúp ta làm ba việc, việc thứ nhất cô ấy đã làm rất tốt, bây giờ cũng vậy. Còn hai việc nữa vẫn chưa làm. Hai việc gì nữa? Việc thứ hai cần hoàn thành là giúp ta lấy lại tính vật. Việc thứ ba cần hoàn thành là giúp ta giành lại tiêu cục tam thông. Tiền bối hãy nói cho ta trước, sau đó ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành hai việc còn lại. Không thể được, ta xưa nay là người không thấy thỏ, không thả mồi. Nếu ta nói sự thật với ngươi, nghe xong các ngươi bỏ trốn, thì ta phải làm sao? Điều này tiền bối có thể yên tâm, bọn ta không phải là loại người đó. Nếu vậy thì không thương lượng gì nữa. Tiền bối thật là, sao lại vong ơn bội nghĩa vậy? Vừa nãy là bọn ta đã cứu người, ngươi lại không biết cảm tạ là gì. Bọn ta vì tìm ngươi đã chịu không ít hiểm nguy. Tình người vẫn là tình người, trao đổi thì vẫn cứ trao đổi. Ngươi có tin ta giao ngươi cho phó lão gì không? Triệu huynh, đừng động đến đại ca ta. Chàng trai trẻ, giao nộp ta thì chỉ có phó lão nhị là vui mừng thôi. Ta tin các người sẽ không ngốc nghếch như vậy. Còn nữa, tay ngươi chẳng phải đã bị trọng thương ư? Đừng có phô trương sức mạnh nữa. Triệu huynh, thả ra. Được, ta đồng ý với tiền bối. Nhưng tốt nhất ông đừng giở trò. Ngươi yên tâm, lời nói của Dương lão đại ta như đinh đóng cột, rất có uy lực. Hãy nghĩ cách làm thế nào giúp ta đi. Triệu Ngã Hoàng, hôm nay huynh rất lợi hại. Vừa nãy huynh chụp được chính là gáy của Dương lão đại. Triệu huynh, ta đã đi khắp nơi tìm huynh. Sao vậy? Sao lại xưng hô với ta như vậy? Ta đến để đa tạ. Đa tạ về cái gì? Huynh đã không ngại nguy hiểm giết chết Triển Tứ, rồi lại cứu Giản công tử, rồi cứu ta, lại còn giúp Bạch Hạc tiền bối trả thù. Ta nên đa tạ huynh. Ta còn tưởng là vì việc gì, việc nhỏ thôi mà, không cần quan tâm đâu. Sau này nếu thập sát môn gây khó khăn cho ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi và cả Giản công tử nữa. Kể từ hôm nay, ngươi là huynh đệ của Giản công tử thì cũng chính là huynh đệ của ta. Ngoan. Nói xong rồi thấy dễ chịu hơn. Bảo vệ ta. Đại ca mấy người, Triển Tứ đã bại dưới tay ta. Cô nương ta chỉ là một triển thập thất thấp bé mà đòi lại bảo vệ ta. Ta đường đường là một đại hiệp, sao lại xem thường ta như vậy chứ? Ta tiễn các ngươi đi trước nha. Ta càng nghĩ càng thấy bất thường. Ta đây. Bây giờ phó lão nhị tung tin bên ngoài là ta bệnh nặng, tiêu cục tam thông mọi việc do hắn quyết. Hắn rất muốn nhanh chóng lấy được tín vật, như vậy mới đường đường chính chính trở thành lão đại. Hắn sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm ngươi. Tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng nguy hiểm. Không sai, chỉ có tìm được ta, bọn chúng mới lấy được tín vật. Đại ca, vậy tín vật huynh cất giấu ở đâu rồi? Yên tâm đi, đó là một nơi bọn chúng không bao giờ tìm được. Thế thì tốt rồi. Bây giờ ta muốn biết thực lực của đối phương như thế nào. Rất mạnh. Bên trong tiêu cục tam thông khắp nơi đều có các chốt quan trọng, tiêu sư canh gác các nơi lên đến hàng trăm người. Chỉ nói đến quân số và các phương tiện thì chúng ta về ở phía bất lợi. Rắc rối là người đang bảo vệ tiêu cục chính là 12 tử vệ do đích thân ta đào tạo. Bọn chúng được tập hợp từ các cao thủ có võ công cao cường và khét tiếng tàn bạo trên giang hồ, sẵn sàng xả thân không hề quản đến tính mạng của bản thân. Nếu tấn công thì ngay cả cao thủ như ta
cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Bọn chúng không còn nghe mệnh lệnh của tiền bối nữa sao? Vấn đề là ở chỗ này, ta đã thay đổi biến dạng như bây giờ, bọn chúng không thể nào tin tưởng là ta được. Nếu tự xưng là Dương lão đại, chắc chắn ta sẽ bị chúng xem kẻ địch và truy sát ta. Vậy võ công của Phó lão nhị thì sao? Hắn có nhược điểm gì? Phó lão nhị hầu như không phạm sai lầm gì. Hắn là kẻ duy nhất ta gặp ngoài cha ngươi là một người rất thông minh. Thông minh đến nỗi khiến người khác phải run sợ. Võ công của hắn tuy không bằng ta, nhưng bên ngoài hắn có rất nhiều kẻ thù. Trong tay có hai viên Nhật Nguyệt Tinh, đã đoạt mạng không ít cao thủ. Đã lục soát hết chưa? Đều đã lục soát hết rồi. Không phát hiện ra đại ca, cũng không tìm thấy Tuyết Sơn Tứ Sát và Mai Tam Ca. Có cần phải phái thêm nhân lực để truy sát thêm lần nữa? Không cần đâu. Ông ta đang xem ta có thể nhẫn nại bao lâu. Không nên quá vội vàng. Hãy án binh bất động. Đừng nên động cỏ kinh xà. Ông ta sẽ sớm xuất hiện thôi. Dân, dựa vào thực lực của ta và các người, khoảng cách vẫn còn kém xa. Đúng vậy. Triệu Ngã Hoàng sau khi quyết đấu cùng Triển Tứ, thân bị trọng thương, bây giờ đã không thể cầm đao được nữa. Còn Dương lão đại, nội lực của ông ấy đã bị quá dại quá lớn. Ta sẽ cố giúp ông ấy lấy lại nội lực. Từ tiểu yêu nữ kia ta đã học được cách châm cứu, nên có thể giúp ông ta hồi phục công lực, nhưng cần có thời gian. Ngươi cần hồi phục bao nhiêu phần công lực mới có thể đánh thắng Phó lão nhị? Ít nhất cũng phải được 5 phần. Diệp tiên sinh, xem ra không biết đến bao giờ. E rằng cần phải 3-4 tháng. 3-4 tháng sao? Chúng ta không thể chờ lâu như vậy được đâu. Đúng vậy. Trong vòng 10 ngày, bọn chúng chắc chắn sẽ tìm được chúng ta. Với tình cảnh hiện tại của ông ta, đừng nói là 5 phần công lực, trong vòng 10 ngày đến 1 phần công lực cũng khó mà hồi phục. Nếu đã như vậy thì tạm thời việc giành lại tiêu cục rất là khó. Để ngăn chặn sự truy sát của Phó lão nhị, chúng ta phải nghĩ cách thoát thân trước. Đi đâu? Quan nội. Rời khỏi Liêu Đông, chúng ta mới thoát khỏi dòng kim tỏa của tiêu cục Tam Thông. Được, chúng ta mang theo tính vật đi. Ở quan nội có mấy phần nhánh của ta. Đến lúc đó ta đã hồi phục công lực, sẽ chứng minh cho thấy ta chính là Dương lão đại. Sau đó sẽ dẫn dắt họ về giành lại tiêu cục. Ngươi an tâm, chỉ cần ta có thể thoát khỏi Liêu Đông, việc ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi nghe. Chắc chắn nha. Thế thì lúc nào chúng ta đi lấy tính vật? Lúc nào đi vậy? Không gấp. Bây giờ cách mà chúng ta có thể nghĩ ra thì Phó lão nhị cũng có thể nghĩ ra được. Chắc chắn hắn sẽ lập thêm trạm gác trên đường đi. Chúng ta cần phải nắm rõ tình hình quân địch mới có thể xuất phát. Trương Đại Cang, Triệu Ngã Quạt, việc đi thăm dò giao cho hai người. Được. Nhị ca, khách đã đến rồi. Kính chào Hồ trưởng lão, xin chào nhị đương gia. Nghe danh không bằng gặp mặt. Hồ trưởng lão, ta vốn không thích nói vòng vo, nên chúng ta đi trực tiếp vào vấn đề luôn nhé. Tất cả đều lui ra đi. Dân, dân. Hồ trưởng lão, nói thật, ta chỉ muốn tạm thời nắm giữ tiêu cục Tam Thông. Các phân nhánh vẫn nghĩ rằng Dương lão đại chỉ đang nằm trên giường bệnh, chứ không hề biết tình hình thực tế. Bây giờ Dương lão đại đã bỏ trốn, nếu không nhanh chóng lấy được tính vật, việc này càng kéo dài càng bất lợi cho ta. Không giấu gì ngươi, đây chính là nguyên nhân ta đến. Mấy năm nay Dương lão đại cai quản dùng Liêu Đông, đã ức hiếp cái bang chúng ta không ít. Nếu ngươi có thể giành lấy vị trí, cái bang chúng ta sẽ dồn toàn lực giúp người. Hồ trưởng lão quả thực là người rất biết đoán tình thế, là một người thông minh. Trưởng lão yên tâm, tiêu diệt được Dương lão đại xong, ta sẽ lấy địa bàn mà hắn đã cướp được từ cái bang trả lại cho người. Nhị đương gia cũng là một người rất thông minh. Tiêu cục Tam Thông sắp trở thành vấn đỉnh Trung Nguyên rồi. Ta rất mong cái bang giúp đỡ chúng ta. Người muốn giải quyết thế nào? Dương lão đại bây giờ đang ẩn náu ở Liêu Đông, nhưng nhân lực ta có hạn. Ta hy vọng trưởng lão có thể chi viện thêm người và ngựa cùng chúng ta tăng tốc lục soát. Ta đoán rằng bọn chúng sẽ đột kích trạm gác, chạy trốn về Trung Nguyên. Đệ tử cái bang của người cần phải giúp ta phong tỏa các tuyến đường. Được. Ta đã đến đây thì không đầy 2 ngày chắc chắn sẽ bắt được Dương lão đại.
Minh Nguyệt, ta về rồi. Canh ngân nhĩ, đây là đặc biệt nấu cho ta sao? Thật là tuyệt. Cô nương không biết đâu, mấy tháng không có cô, ta rất là... Huynh to gan thật. Nóng không? Nóng, lúc nào cũng nóng. Bên ngoài lạnh vậy, hãy mang ra ngoài ăn đi. Không nóng đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Uống chậm chậm thôi. Minh Nguyệt, mấy tháng nay không có cô nương, mỗi ngày ta đều nghĩ lúc nào có thể đến Gia Thục tìm cô. Sau đó Triệu huynh, Triệu huynh, cái đó ta muốn ăn thêm bát nữa. Được, rất ngon, ngon lắm. Nào, huynh ăn hết đi. Đều dành cho ta cả sao? Ăn chậm chậm thôi. Minh Nguyệt, thực ra lại có chuyện gì à? Không phải, Triệu huynh, Triệu huynh à, ta đến trả hũ, ta ăn xong rồi. Các người nói chuyện đi, ta đi trước đây. Minh Nguyệt, ta quên mất là cần nói gì với cô rồi. Nói tóm lại, cô ở bên cạnh ta là tốt rồi. Ngon lắm, ngon thật. Giảng công tử, đây là pháo hoa trẻ con hay chơi mà huynh cần, ta mua về cho huynh rồi đây. Là cái này đúng không? Đúng rồi, chính là cái này. Ta nói với người rồi, nhưng ta chưa nói với Triển cô nương. Huynh muốn làm cho Triển cô nương vui đúng không? Thật là có lòng quá. Đây, thôi huynh làm việc của huynh đi, ta đi đã. Được. Được rồi, đa tạ. Nói như vậy thì các ngươi cũng đang bị Thập Sắc Môn truy sát. Đúng vậy. Còn có ai bị Thập Sắc Môn truy sát nữa? Khoảng 15 năm trước, ta đã giết người thuộc danh bộ của Thập Sắc Môn. Sau đó ta mới biết hắn là nhị quản gia của Thập Sắc Môn, danh nhị. Việc ngươi nói ta đã từng nghe nói. Nghe nói danh nhị của Thập Sắc Môn lúc đó bị một cao thủ Thiết Chưởng sát hại. Nhưng rốt cuộc là bị kẻ nào giết thì không ai biết. Không ngờ chính là ngươi. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến năm đó ta đến Liêu Đông. Quan nội đầy rẫy tai mắt của chúng, chỉ có chạy trốn đến Liêu Đông mới thoát khỏi bọn chúng. Diệp tiên sinh,
Các người sao lại đắc tội với chúng? Ta không có đắc tội với Thập Sắc Môn, là ta và cả Giảng Công Tử nữa. Bây giờ còn có thêm Triệu Ngã Hoàng. Triệu Ngã Hoàng, lúc ở Yên Châu, hắn đã cứu bọn ta, giết cao thủ của Triển Bộ. Thảo nào trên người huynh ấy toàn vết thương, thật thú vị. Xem ra ta phải tìm hắn để trò chuyện. Hắn đâu rồi? Huynh ấy đi tiễn Minh Nguyệt rồi. Triển cô nương, cô phản bội Triển Bộ và bị truy sát thì đã rõ nguyên nhân. Còn Giảng Công Tử thật thà như vậy, sao cũng bị truy sát? Nguyên nhân đó đến bây giờ ta vẫn chưa rõ, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tất cả đều được vơi bài. Trời ơi, đây rõ ràng là một bản danh sách. Những ngày này có quan hệ gì với Khôi Lỗi Lý? Bạn bè, người thân. Danh sách Thạch Anh nếu bị rơi vào tay người ngoài, được cất giấu bởi người của danh bộ trong các môn phái võ lâm, thì sẽ bị khơi ra toàn bộ. Lãng tử Ngô Cảnh Đao. Lãng tử Ngô Cảnh Đao không phải đã chết rồi sao? Bạch Hạc. Bạch Hạc ở Yên Châu. Bọn họ biết nhau sao? Nếu sớm phát hiện ra bí mật này, chỉ cần tìm Bạch Hạc hỏi, tất cả đều sẽ rõ. Giảng huynh, làm gì vậy? Loại áp vị này, nghiên cứu chút trò chơi. Được rồi, được rồi. Minh Nguyệt cô nương đâu? Ta tiễn cô ấy về rồi. Nhưng lão đại tìm huynh đó thế à? Đi thôi, đừng nhìn nữa. Giảng Bất Tri đã phát hiện ra bí mật của bản danh sách Thạch Anh trước khi sự việc bị hắn phanh phui ra. Ta phải nhanh chóng ra tay. Nhưng Triển Thập Thất và Triệu Ngã Hoàng luôn bên cạnh hắn. Không được, không thể chờ thêm được nữa. Chính xác. Đến ngay cả đường núi cũng không một ai đi, cũng bị phong tỏa một cách nghiêm ngặt. Chúng ta hoàn toàn không có đường thoát. Còn nữa, lần này đệ tử cái bang cũng đến rất nhiều. Chúng ta đã dò la được, mỗi ngày tiêu cục đều đưa vào một lượng thức ăn và nước uống lớn, nhiều so hơn với bình thường không chỉ gấp đôi. Nếu thực sự là cái bang thì thật sự sẽ rất gây. Ta và cái bang không đội trời chung. Phó Lão Nhị và cái bang bắt tay đối phó ta, là muốn đẩy ta vào đường cùng. Nếu đã không còn đường nào thoát thân thì cứ đánh trực diện thôi, không được. Chúng ta bị thương quá nhiều, binh lực không thể đáp ứng, tốc độ tiến quân cũng quá chậm. Đúng vậy, mỗi trạm gác mà chúng ta đang thấy đều có mấy chục tên lính gác. Nếu còn có mai phục và cả kỵ binh nữa, thì đến lúc đó chúng ta sẽ bị bao vây. Đến lúc đó muốn thoát khỏi vòng vây lại càng khó hơn. Thế các ngươi có cách gì không? Để nào lại ngồi đây chờ? Ngồi chờ chắc chắn là không thể. Ta có một kế hoạch này, bọn chúng chắc chắn sẽ không ngờ được. Kế hoạch gì?
Đây chẳng phải là bản đồ và tiêu cục tam thông do ta vẽ ư? Không sai. Kế hoạch của ta chính là làm ngược lại, lén đột nhập vào tiêu cục tam thông. Muốn bắt giặc thì phải bắt tên cầm đầu. Kế hoạch này chẳng phải tự nhảy vào chỗ chết sao? Giảng công tử, nếu huynh đã nói ra kế hoạch đó, chắc chắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Ta muốn biết nếu làm theo kế hoạch, huynh nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Ta gần như nắm chắc 10 phần thắng. Giảng huynh, huynh mau nói đi. Giảng công tử, huynh nói nhanh đi. Với thực lực của chúng ta, đối phương tuyệt đối không thể ngờ chúng ta sẽ phản công. Dựa vào mấy người chúng ta, tấn công bằng sức mạnh chắc chắn sẽ thua. Chúng ta cần đánh úp bất ngờ. Chỉ cần lẻn được vào tiêu cục tam thông thì sẽ có cơ hội tiếp cận phó lão nhị, tránh được thị vệ của hắn, khiến cho hắn trở tay không kịp. Dương lão đại, dựa vào mấy người chúng ta đánh úp phó lão nhị, có thể thành công được không? Có. Phó lão nhị không giỏi trong việc đối phó với sự dây đánh, chỉ cần nắm bắt được thời cơ, có thể liều một phen. Khi chế ngự được phó lão nhị, ta sẽ dùng tính vật để hiệu triệu những kẻ khác. Lúc đó sẽ không ai dám động vào chúng ta. Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, lại thêm có tính vật, thì hoàn toàn có thể thay đổi cục diện. Nhưng bây giờ, chúng ta làm thế nào mới có thể khiến cho chúng hoàn toàn không phòng ngự để đột nhập vào tiêu cục? Giảng công tử, việc mà ngươi nói đến, nói thì rất dễ, nhưng bắt tay vào hành động thì rất khó. Vốn dĩ rất khó. Nhưng nếu Minh Nguyệt cô nương đồng ý giúp chúng ta, thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Minh Nguyệt, đội buôn của nhà Minh Nguyệt có quan hệ thân thiết với tiêu cục tam thông, liên tục di chuyển hàng cho tiêu cục, bọn chúng sẽ không đề phòng. Ý của ngươi là chúng ta sẽ giả dạng thành phu xe và người bốc vác để thay thế đội buôn, cùng trà trộn vào tiêu cục. Minh Nguyệt cô nương, cô có bằng lòng giúp chúng ta không? Đạt được mà không phải hao tốn nhiều sức lực, quả là biện pháp tốt. Sự xuất hiện của Minh Nguyệt cô nương đúng là ông trời đã giúp ta. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Được, ngày mai chúng ta hành động thôi, thấy thế nào? Dương lão đại, trước khi xuất phát, ngươi không được đi đâu cả. Sáng sớm mai, ta và Triển cô nương sẽ đi lấy tín vật. Những người còn lại chuẩn bị xe hàng, chờ bọn ta về thì xuất phát. Được. Không được. Nếu như bọn chúng phản công tiêu cục tam thông, cục diện sẽ trở nên khó lường. Đêm nay ta phải ra tay. Không tồi chút nào. Con đao nặng như vậy, tay trái tay phải đều có thể tùy cơ thay đổi, biến hóa một cách linh hoạt như đoạn kiếm. Đao pháp nhà họ Lý thật tuyệt. Ta muốn biết sư phụ của ngươi là Lý Trì hay Lý Phóng. Thực ra cả hai người này đều không phải. Sau khi Lý Nhị Gia chết, Giảng huynh đã tặng ta Lý Thị Đao Phổ. Không ai dạy ta cả, ta chỉ đọc Đao Phổ và tự học. Thảo nào, người xây dựng nên Lý Thị Đao Phổ năm đó đã sáng tạo ra một bộ đao pháp hoàn toàn không khuyết điểm. Tay thuận và tay trái, tay thuận dài, tay trái ngắn, tay thuận dũng mãnh, tay trái cẩn thận. Loại đao pháp này cuối cùng đã thành hai loại. Xưa nay chưa có ai dung hòa được chúng thành một. Lý Nhị Gia tính tình bộc trực, cho nên đã luyện chính thủ đao. Lý Đại Gia tính tình hướng nội, thì luyện phản thủ đao. Sau đó Lý Phóng bị mù, bèn biến đổi thêm một loại khác nữa, đao pháp mang nhãn. Ba loại đao pháp này ta đều học từ những lúc tùy hứng. Đó mới là điểm lợi hại của ngươi. Ngươi đã xem hai loại đao phổ, luyện sai đánh sai đã phá vỡ ranh giới của nó. Nếu họ còn ở trên đời, ta nghĩ bọn họ nên gọi ngươi một tiếng tổ ông. Bởi vì loại mà ngươi luyện được chính là đao pháp chính phản thủ kết hợp. Đó mới là đao pháp thực sự của nhà họ Lý. Ta Dương lão đại rất có hứng thú muốn đấu với ngươi một trận. Bây giờ ư? Tất nhiên không phải bây giờ. Bây giờ cả hai chúng ta đều không phải ở trạng thái tốt nhất. Nhưng ta rất mong trận tỷ thí này. Ngươi phải hiểu rằng con người ta đôi khi không có đối thủ sẽ rất nhàm chán. Đừng nói như vậy, sẽ không may mắn.
Trước đây có một người từng nói với ta như vậy, đã chết. Cũng vào một đêm tĩnh lặng như thế này, người nói đến một người đã chết, nhưng trong lòng thì lại đang nghĩ đến Minh Nguyệt cô nương. Sao ngươi biết? Ta cũng đã qua thời tuổi trẻ. Dương lão đại, Giảng công tử, sao vẫn chưa đi ngủ? Có một việc rất quan trọng, tối nay nhất định ta phải nói với tiền bối. Ta cũng có việc quan trọng muốn nói với ngươi. Thế thì rất đúng lúc. Ta đi ngủ đây. Ta đi sắc thuốc đi. Mọi người vì ta mà làm như vậy có phải là quá mạo hiểm không? Ta không còn có thời gian nữa. Bây giờ là cơ hội tốt nhất và cũng là cách hay nhất. Nói thật lòng, ta vẫn hơi do dự. Tiền bối lo sợ chúng ta sẽ thua phải không? Kế hoạch này thật sự rất nguy hiểm. Sức khỏe của ta đến Liêu Đông đã 9 phần chết, 1 phần sống. Vì mục đích tìm ra sự thật ở thần cơ cốc, ta làm gì cũng chấp nhận. Nếu ngươi chết, cô ấy sẽ ra sao? Cô ấy sẽ rất đau buồn. Nếu ngươi thật sự thích cô ấy, ngươi không nên phụ lòng cô ấy, không nên để cô ấy thất vọng. Một cô nương tình nguyện vì ngươi mà giàu sinh ra tử, cả đời này chắc chắn chỉ có một. Ngươi nên trân trọng cô nương ấy, suy nghĩ cho cô nương ấy. Ngươi nhìn cô nương ấy đi, trải qua những ngày tháng đầy nguy hiểm, mỗi ngày cô ấy đều có thể vui vẻ như vậy là vì được ở bên cạnh ngươi. Trẻ tuổi thật tuyệt. Tiền bối bây giờ không phải cũng rất trẻ đó sao? Lúc ta còn trẻ, luôn nghĩ đến việc xây dựng cơ nghiệp, bỏ lỡ một số cô nương tốt. Sau khi trở thành một nhân vật có tiếng tăm, ta mới thấy đàn bà tuy không ít, nhưng đàn bà và ái tình từ một việc lại biến thành hai việc. Cái mà những người đàn bà đó cần là Dương lão đại. Ta đã bị cái danh hiệu Dương lão đại đó che khuất. Không dễ dàng gì tìm được một cô nương có thể vì ta thật sự. Nhưng không có ai cả, trong mắt cô ta vẫn chỉ là một tên ác bá. Tiền bối sợ nói với người ta rằng người vẫn là một thiếu niên, sợ bị người ta cười nhạo. Cho nên tiền bối không muốn tiếp tục làm Dương lão đại, muốn thay đổi cuộc đời, làm lại chính mình. Đúng vậy, tướng mạo của ta bây giờ có khác gì ngươi đâu. Yêu thương một cô nương thuần khiết, đưa cô ta đi ngao du khắp chốn, hết lòng yêu thương cô ấy thì đời này không còn gì phải tiếc cả. Đúng vậy, đây quả thực là những ngày tháng tuyệt nhất. Nhưng trước khi có được những ngày tháng đó, ta phải kết thúc chuyện với phó lão nhị. Ta không thể giao tiêu cục cho một kẻ như thế. Sau khi mọi việc xong xuôi, ta có thể quay về quê ở Sơn Đông. Đã nhiều năm ta không về thăm quê, ta nhớ nhà lắm rồi. Tiền bối yên tâm đi, ta sẽ cố gắng hết sức giúp người giành lại tiêu cục. Nhưng việc mà tiền bối đã hứa, người chớ quên. Chắc chắn ta sẽ không quên. Giảng công tử, thuốc đã sắc xong. Giảng Bất Tri, huynh là một người quá xem thường tính mạng. Lần đầu tiên ta cứu huynh ấy là ở đây, chính là ở chỗ này. Trước mặt là tượng Phật, về phía bên trái 3 bước. 1, 2. Ngay dưới cái rương ở đằng trước chính là cơ quan.
Đây là tay của con người, chính là nó. Tính vật của Tiêu Cục Tam Thông vốn là một cây bảo kiếm chém sắc như bùn, đến ngày hôm nay đã là bàn tay khô của vị chữ môn thứ ba. Tại sao không dùng bảo kiếm? Bởi vì vị chữ môn thứ ba đã làm mất bảo kiếm. Ông ta phải đành chặt chính cánh tay của mình làm vật thay thế. Không ngờ vì cánh tay khô khốc này, Dương lão đại và Phó lão nhị đã trở mặt với nhau. Đây chính là cái đáng sợ của quyền lực. Đi thôi. Bạch Hồ công tử, Liễu cô nương, chúng ta là gặp nhau rồi, tất cả vẫn ổn cả. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta tìm thấy tính vật. Bây giờ hãy về Tiêu Cục với bọn ta thôi. Ở chỗ bọn ta quả đúng là có thứ ngươi cần tìm, nhưng cũng có thứ mà các người không muốn nhìn thấy. Vũ khí mà Yên Sơn phái thường dùng, Lạc Lôi Đạn. Thế mà dứt xuống thì ngàn dặm cỏ không sống nổi. Mà dù ngươi có dứt đi thì ngay bản thân ngươi cũng không sống nổi. Có một cô nương tâm đầu ý hợp sát cánh, lại còn cả một đám tráng sĩ các người chết theo chúng ta thì không có gì đáng tiếc. Thủ lĩnh, thế chúng ta phải làm sao đây? Tất cả đừng động đậy. Triển cô nương, lát nữa ta sẽ dùng nó để tạo nên sự hỗn loạn. Cô hãy nhân cơ hội thoát ra ngoài. Không được, ta không thể để Quynh lại một mình. Nàng Quynh đã hứa gì với ta rồi sao? Nàng phải thoát ra khỏi đây. Hãy báo lại tình hình ở đây cho bọn họ. Sau đó hãy nghe theo sự sắp đặt của Dương lão đại. Ta nhớ rồi. Một, hai, ba. Thủ lĩnh, là thuốc viên. Mấy người các người đuổi theo cho ta. Đừng đuổi theo nữa. Thứ các người cần đang ở đây. Đuổi theo làm cái gì? Đừng đuổi nữa. Hãy đưa hắn ta đi. Dân. Nhanh, nhanh lên. Giản công tử bị bắt rồi. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nhưng dù sao ta cũng rất vui. Ta thì lại không vui chút nào. Bọn họ nói đã bắt được Bạch Hồ của Yên Sơn phái. Sao lại là ngươi chứ? Ta bị thập sát môn truy nã, đành phải thay đổi họ tên để hành tẩu giang hồ. Tại sao ngươi đến Liêu Đông? Nói ra rất dài dòng. Ta đã dùng hàng băng dưỡng để ngăn trùng độc phát tán. Ta nhẩm tính đã tròn 3 tháng. Đáng lẽ ra lúc này ngươi nên ở Hắc Vũ Lĩnh rồi mới phải, chứ không phải ở cái nơi khổ sai như thế này. Ở đây quá lạnh. Hàng độc trong người ngươi sẽ phát tán nhanh hơn. Ngươi sẽ chết. Ngươi còn cười được à? Đến lúc đó ta không cứu nổi ngươi đâu. Ta dù sao cũng đã làm hại ngươi rồi. Kỳ thực ngươi đã để ta sống thêm một thời gian rất dài. Sau khi ngươi đi, Lý Nhị Gia đã bị sát hại. Những kẻ may mắn sống sót sau khi chứng kiến thảm án ở Thần Cơ Cốc chỉ còn lại mấy người: Xảo Thủ Đường, Bạch Thảo Chiết. Bọn họ đều đã bị giết hết. Ta đành phải đi tìm Dương lão đại. Như vậy, nói như vậy, ngươi luôn ở cùng Dương lão đại phải không? Nếu đã hỏi đến vậy, tại sao không rời đi? Nếu mọi việc thuận lợi,
thì ta đã không còn ở đây. Có chuyện gì vậy? Tên cáo già Dương lão đại, hắn cần ta giúp hắn một việc, hắn mới chịu nói cho ta. Ta đang giúp hắn thì bị bắt đến đây. Ngươi không nên tiếp tay làm việc xấu. Cái bang và phó lão nhị đã tiến hành một cuộc thỏa thuận cùng hắn đối phó với Dương lão đại. Ngươi bây giờ là đối thủ của ta. Bọn chúng biết ngươi giỏi dùng cực hình bức cung nên sai ngươi đến đối phó với ta. Từ khi chia tay ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Giang hồ tàn khốc. Đã nghe từ lâu thủ đoạn khảo vấn của Hồ trưởng lão khiến cho người ta sống không bằng chết. Lẽ nào chỉ dựa vào những sinh hoạt thường ngày, nhị quản gia Bạch Hồ tiên sinh đây là bạn thâm gia của ta. Hồ Bắc Nguyệt ta không thể đối phó với ngay chính bằng hữu của mình. Thế trưởng lão định thế nào? Hãy lật đổ ta, cứu hắn ra khỏi đây. Điều đó là không thể. Nói vậy là sao? Ta cũng là một trưởng lão của cái bang, cùng hỗ trợ ngươi giành lấy tiêu cục Tam Thông, đối phó với Dương lão đại. Những ngày tháng ở miền Bắc của cái bang bọn ta cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương lão đại là đối thủ của ngươi, cũng chính là đối thủ của cái bang chúng ta. Rất tốt. Ta thích bắt tay với những người có nguyên tắc. Nhưng có thể trưởng lão đã gặp phải khó xử. Không có gì khó xử cả. Hắn là bạn của ta, ngươi không được giết hắn. Cũng như vậy, ta sẽ quyết tâm giúp ngươi giành lấy tiêu cục Tam Thông. Hồ trưởng lão yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đâu. Ta còn có nhiều việc cần dùng hắn. Trưởng lão có thể đi trước rồi đó. Bạch Hồ tiên sinh, xin bảo trọng. Xe ngựa và y phục ở đằng kia đều chuẩn bị cả rồi phải không? Tất cả đều đã chuẩn bị xong, bảo đảm không sơ suất một chút nào. Chỉ có điều ta lo lắng giảng huynh huynh ấy. Chúng ta cứ theo kế hoạch đã định mà tiến hành thôi. Phó lão nhị là một kẻ rất cẩn trọng, hắn chắc chắn sẽ mang tính vật theo bên mình. Chỉ cần bắt giữ hắn thì xem như đã lấy được tính vật. Đến lúc đó cứu giảng huynh cũng không muộn. Được, chúng ta đi thôi. Minh Nguyệt, sau khi chúng ta cứu giảng huynh xong, ta sẽ quay lại tìm cô nương. Giả như ngươi không phải là bằng hữu của Hồ Bắc Nguyệt, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử. Với tình hình sức khỏe của ngươi hiện giờ, thêm một thời gian nữa có thể sẽ chết ở đây. Ngươi không cần lấy cái chết ra hù dọa ta. Ta sẽ không nói cho ngươi biết Dương lão đại đang ở đâu đâu. Được thôi. Nhưng mà tại sao ta lại cần biết Dương lão đại đang ở đâu? Lát nữa Dương lão đại sẽ tự mình nộp mạng thôi. Ngươi nói vậy là ý gì? Thật ra các người không hề có dự định thoát ra khỏi Liêu Đông, mà là muốn lấy được tín vật, giành lại Tam Thông. Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Muốn bắt được ta đúng không? Nhưng thực lực của chúng ta không thể đấu lại với các ngươi. Cho nên các ngươi dự tính sẽ tập kích bất ngờ. Các ngươi đã thông đồng với đội buôn của Du Gia Bảo chính là vào ngày hôm nay. Dương lão đại và các bạn bè của ngươi sẽ giả dạng thành bốc giác và phu xe của đội buôn để trà trộn vào tiêu cục. Thêm vào đó Dương lão đại rất thông thuộc địa hình của tiêu cục. Các ngươi sẽ qua mặt được các thị vệ, xâm nhập vào tiêu cục. Lão đại đã không còn võ công nữa, nhưng huynh lại có một huynh đệ biết dùng phi đao đúng không? Phi đao của hắn sẽ chuyển hướng, hành động bất ngờ. Còn có một người biết dùng đại đao, và cả một nữ sát thủ chơi ô. Còn nữa, còn tên Trương Đại Cang cầm rìu. Bốn người cùng hợp lại, nói không chừng đó cũng chính là một kế hay. Cho nên tại sao ta cần phải biết Dương lão đại đang ở đâu? Hắn chẳng phải sẽ tự đến nộp mạng ư? Không sót tên nào.
Ta nói có đúng không? Trong khi bọn ta đã có nội gián, ngươi đoán đúng rồi. Mỗi một kế hoạch của các ngươi ta đều nắm rõ như lòng bàn tay. Ngươi có phải đang nghĩ không xong rồi? Bây giờ nếu báo với bọn họ hủy bỏ kế hoạch có lẽ đã muộn. Ban đầu khi ta khống chế Dương lão đại, hắn thà chết chứ không chịu giao tính vật ra. Không có tính vật, tiêu cục tam thông sẽ không ổn. Vì thế ta chỉ còn có cách bố trí nội gián, để hắn tự giao nộp tính vật rồi thu lưới thôi. Ngươi thật là thủ đoạn. Nếu đã như vậy, Dương lão đại còn sống ngày nào thì ta không ngủ ngon ngày đó. Lần này thì tốt rồi. Tính vật Dương lão đại, một mũi tên trúng hai đích. Đa tạ ngươi. May nhờ có kế hoạch của ngươi, tiêu cục tam thông sẽ nhanh chóng có chủ mới. Ngươi cần phải ở bên cạnh ta chứng kiến thời khắc đó. Các người làm gì vậy? Bọn ta bỏ hàng xuống. Các người là người mới đúng không? Nào, hãy đẩy xe đến đằng kia. Hàng quá tự bọn ta tự dỡ xuống. Dân, tất cả đều có mặt ở đây phải không? Sao lại thiếu một vị khách quý cơ chứ? Đại ca, mọi việc đều ổn cả chứ? Thạch Anh không có ở đây. Hắn cất giấu ở đâu rồi? Tịch dạng mất tri. Trương đại ca, tại sao ngươi lại? Tại sao ngươi lại? Đại ca tín nhiệm ta, nhưng cùng lắm cũng xem ta như một con chó. Nhị ca thì đối xử với ta như một con người. Nhị ca đã nói với ta, lần này nếu ta làm tốt mọi việc, huynh ấy sẽ biến tiêu cục đại nghĩa thành một phân cục của tam thông ở Trung Nguyên. Ta sẽ là thủ lĩnh. Các huynh đệ trước đây ở đại nghĩa sẽ không phải chịu thêm sự ức hiếp nào nữa, lại còn có cơm để ăn. Người đúng là khốn khiếp. Về điểm này quả thật ta không làm đúng lương tâm, không suy nghĩ được thấu đáo như lão nhị. Nhưng cố gắng sát cánh bên lão nhị, ta tin lời hứa của huynh ấy sẽ thành sự thật. Ta, đây chính là điểm khác nhau giữa ta và ngươi. Ngươi làm việc gì cũng chỉ để bản thân mình vui, chuyên quyền độc đoán, ý thế võ công cao cường, tức hiếp quá nhiều người. Nhưng ta lại không như vậy. Ta biết cái nào mọi người cần. Ngươi nói không sai. Ngoài quy tắc ra không gì hơn tình người. Trước đây ta không hiểu. Để tạo nên quy tắc cho tiêu cục tam thông, đã làm quá nhiều việc tàn nhẫn. Bây giờ hiểu thì đã quá muộn. Tiếp theo, ta phải đưa các huynh đệ của ta vào Trung Nguyên. Ai ai cũng sẽ nở mày nở mặt. Tiêu cục tam thông sẽ nổi danh khắp thiên hạ.
Phó lão nhị, ngươi không thể làm như vậy. Ta thừa nhận ta đã cố chấp, nhưng việc làm chủ Trung Nguyên này ngươi đã sai rồi. Ta sai ở đâu? Ngươi nói đi. Ngươi có mưu sâu cũng không có tầm nhìn xa. Trung Nguyên có mối quan hệ gắn bó kế thừa hàng nghìn năm. Ngươi cứ cố tình phân chia bát canh trứng như vậy, Tiêu Cục chắc chắn sẽ tan nát. Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu môn phái đều bị tan rã như vậy. Ngươi chưa làm lão đại, không hiểu rõ cục diện. Kiểu khôn lỗi thì phải biết chịu tổn thất. Là ai không nhìn thấy được cục diện chứ? Bây giờ ta đang ở vị trí thử làm chủ đây. Ngươi chính là tù nhân. Ta còn đang có tính vật trong tay. 12 tử vệ đều là người của ta. Đến ngay cả cái bang bây giờ cũng đứng về phía ta. Người của Phân Đà cũng sắp đến đây. Ta chỉ cần ra hiệu lệnh, toàn Tiêu Cục tam thông, sau này sẽ mang họ phó hết. Cho dù ngươi có ở đây, cũng không có ai nhận ra ngươi. Ngươi không có võ công, cũng không có trợ thủ, thì có thể làm gì được chứ? Ngươi đúng là mưu mô xảo quyệt. Đến ngay 12 tử vệ do đích thân ta huấn luyện, và cả cái bang thường như nước với lửa với ta, đều đứng về phía ngươi. Điều này ta rất phục. Mọi việc sẽ không theo ý nguyện của ngươi, bởi vì ngươi quá xem thường thực lực của một người trong bọn ta. Ai? Ta? Ngươi? Ngươi nghĩ rằng bọn ta hôm nay ở đây là đã trúng kế của ngươi? Ngươi nói vậy là có ý gì? Không cần nói nhiều với hắn đâu, Dương lão đại. Lại bị thương, không có gì nghiêm trọng đâu. Rốt cuộc huynh còn giấu ta việc gì nữa? Võ công của Dương lão đại là thế nào? Cẩn thận, ta đã hỏi huynh đấy. Lát nữa ta sẽ nói tất cả cho nàng. Dương lão đại của các người đang ở đây, còn không mau quỳ xuống. Đại ca, đại ca, đại ca, Trương đại ca, có mặt, hãy trói hắn lại cho ta. Triệu Ngã Hoàng, ngươi không phải muốn tỉ võ với hắn sao? Ai bảo muốn tỉ võ với hắn? Ta chưa bao giờ nói như vậy cả. Hồ trưởng lão, chiều hướng phát triển cùng sự việc có thể khiến ông thất vọng. Kẻ mà ông hợp tác bây giờ không còn làm chủ được nữa. Việc của Tiêu Cục tam thông các ngươi là việc nhà của các ngươi, cái bang bọn ta không can dự. Cáo từ. Hồ trưởng lão xin dừng bước. Ta thấy lão nhị và cái bang hợp tác là việc tốt. Sau khi ta dẹp xong đám loạn tử này, ta sẽ nói rõ cụ thể với ông. Sau này Tiêu Cục tam thông có cần sự giúp đỡ của cái bang, ngươi thấy thế nào? Dương lão đại thật là đại khí. Ông cũng vậy. Ông ta hồi phục công lực từ khi nào?
Ta thật sự không biết. Giảng công tử, tất cả thuận lợi như vậy đều là nhờ sự tính toán như thần của ngươi. Quá khen. Nhưng đây là một bước bất đắc dĩ phải dùng thế cờ hiểm. May mà công lực của ông hồi phục nhanh. Giảng công tử, đó chẳng phải là Bạch Hồ của Yên Sơn Phái sao? Hắn hồi phục công lực từ khi nào? Tại sao bọn ta không biết? Bây giờ có thể nói cho họ biết được rồi đó. Thực ra khi bọn ta tập hợp lại không bao lâu, công lực của Dương Lão Đại đã bắt đầu hồi phục dần. Nhưng tại sao? Vì để kế hoạch không bị bại lộ, việc này chỉ có ba người được biết: Diệp tiên sinh, ta và Dương Lão Đại. Lúc đó ta đã dùng nội lực để đẩy quá công tán trong người Dương Lão Đại ra. Sau đó ta tính toán thời gian hồi phục của ông ta. Được rồi. Ông ta như vậy có thể hồi phục công lực phải không? Ta đã học được từ tiểu yêu nữ phương pháp châm cứu, có thể giúp ông ta hồi phục 5 phần công lực, nhưng phải bị tổn thương nguyên khí. Vừa nãy ngươi tại sao đều cho họ ra ngoài? Người biết càng ít càng tốt. Nếu ngươi không phải là Lan Y thì ta cũng đã giấu luôn. Tại sao lại như vậy? Điều này bây giờ ta chưa nói với ngươi được. Dù sao biết càng muộn chắc chắn sẽ càng tốt. Bởi vì không phải ai cũng đều thích hợp với việc diễn kịch. Không nói thì thôi, dù sao cũng chả có ý nghĩa gì. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, nếu có người tiếp tục hỏi ngươi về công lực của Dương Lão Đại, lúc nào có thể hồi phục, ngươi chỉ cần trả lời 4 chữ còn xa vời lắm. Cái này thì dễ thôi, ta thích làm những việc dễ dàng. Theo lời dặn của Giảng công tử, ta đã che giấu tình trạng thật của Dương Lão Đại. Thế ngươi cần hồi phục mấy phần công lực mới có thể đánh thắng được Phó Lão Nhị? Ít nhất là 5 phần. Diệp tiên sinh, như vậy cần bao lâu thời gian? Còn xa vời lắm. E rằng cần 3-4 tháng. Việc nói dối này mệt thật đấy. Được rồi, Diệp tiên sinh, phải che giấu một bí mật lớn như vậy, đến ngay cả ta cũng thấy rối mù. Việc giữ kín bí mật giúp giả vậy không nên làm liên lụy đến người khác. Nhưng ta vẫn rất tức giận. Triển cô nương, cô có tức giận không? Chỉ cần Giảng công tử vui thì ta sao cũng được. Giảng huynh, lúc nào huynh biết hắn là nội gián? Ngày thứ hai gặp mặt, bởi vì hắn hỏi một câu không nên hỏi. Chỉ có tìm được ta, bọn chúng mới tìm được tính vật. Đại ca, thế huynh cất giữ tính vật ở đâu rồi? Yên tâm đi, đây là một nơi bọn chúng tuyệt đối không thể tìm thấy. Hắn giả vờ như hỏi một cách bâng quơ, đã khiến cho ta nghi hoặc. Nếu như hắn thật sự là rất trung thành, điều quan tâm nhất lúc đó có lẽ là sự an nguy của Dương Lão Đại. Chỉ có người của Phó Lão Nhị mới muốn biết một cách cấp bách như vậy, tính vật cất giấu ở đâu. Thì ra là như vậy. Hãy phát hiện ra gì khả nghi thì phải kiểm tra nó ngay. Vì thế ta đã để cho Triệu Ngã Quàng kết hợp với ngươi cùng hành động vào ban ngày. Chúng ta cần nắm rõ tình hình đối thủ mới có thể xuất phát. Trương Đại Ca, Triệu Ngã Quàng, việc dò xét sẽ giao cho hai người. Được, không có vấn đề gì. Ngươi nhất định cho rằng Triệu Ngã Quàng vẫn ở bên trong, một người bất cẩn, khả năng cảnh giác kém nhất. Nhưng ta đã giao cho huynh ấy nhiệm vụ duy nhất, đó là quan sát ngươi. Giảng huynh bảo ta quan sát ngươi, quả nhiên ta đã thấy có gì đó khác thường. Để dò la tin tức, ngươi đi hỏi chuyện những người dân xung quanh. Nhưng những người dân được ngươi thăm dò đều quay trở lại dè chừng chúng ta. Điều đó cho thấy bọn họ cơ bản không phải là dân chúng. Bọn họ chính là những thám tử do Phó Lão Nhị cử đến hỗ trợ ngươi. Ngươi chính là nội gián của Phó Lão Nhị. Muốn phản công Tiêu Cục Tam Thông vào hang Bắc Cợp, chỉ còn có hai điều kiện. Một là Dương Lão Đại, hai chính là ngươi. Chỉ có ngươi mới khiến Phó Lão Nhị tin tưởng. Đối thủ tuy là kẻ trói gà không chặt, hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của hắn. Nhưng Phó Lão Nhị vốn rất cẩn trọng, để hắn hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình, ta cần phải đưa ta vào trong kế hoạch. Đến đây đi một chuyến, ngày mai ta đi lấy tín vật sẽ bị bắt. Các ngươi lẻn vào Tiêu Cục, nhất định sẽ thuận lợi không gặp trở ngại gì. Phó Lão Nhị sẽ để các ngươi vào. Ngươi chắc chắn không nên bị ta liên lụy. Bảo vệ tốt Triển cô nương. Các người vì ta mà làm vậy, phải chăng quá mạo hiểm?
ta không còn thời gian nữa. Đây là cách nhanh nhất trong thời điểm hiện tại. Giản công tử, thuốc sắc xong rồi. Giản Bất Tri, ngươi đúng là kẻ xem thường mạng sống. Cho nên Giản công tử cầm tính vật cố ý bị ngươi tóm. Ngươi tưởng có thể tương kế tự kế nên đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, trên thực tế là đưa sói vào nhà. Võ công của ngươi cao hơn ta, chèn ép ta mọi nơi. Ta đã chờ đợi 10 năm mới có được cơ hội. Ta đã nghĩ trăm phương ngàn kế, cũng không tính được một kẻ sắp chết có thể tiến vào Liêu Đông. Đại ca, ta còn có một nguyện vọng. Ngươi nói thử xem, ta muốn kẻ đã hủy diệt ta phải trả giá, phải trả giá. Triệu huynh, cổ huynh không sao chứ? Không sao. Loại người này chỉ cần đặt mông ngồi xuống là biết. Người phản ứng thật nhanh đấy. Lúc nãy khi hắn xông đến, ta còn không kịp cất bước. Cái này ngươi phải cảm ơn Triển cô nương. Nếu cô ấy không thay ngươi cản ngay trong phát đầu tiên, thì ta đã không kịp mà cản giúp ngươi nhắc thứ hai. Ngươi không sao thật chứ? Lúc nãy ta nghe tiếng kêu răng rắc. Tiếng răng rắc thì có gì lạ đâu. Bây giờ ta có thể làm cho kêu răng rắc. Thế nào? Năng lượng cơ thể của ngươi quả rất là tốt. Giản công tử, việc thứ ba chúng ta đáp ứng yêu cầu của Dương lão đại đã làm xong. Đúng vậy, làm việc chính thôi. Được rồi. Dương lão đại, đã đến lúc ông nên thực hiện lời hứa. Dương lão đại, Dương lão đại, Dương lão đại, Dương lão đại. Dương lão đại, ông ấy đã ngừng thở rồi. Ông ta đã bị một loại dao rất mỏng cắt ngang cổ. Có lẽ là kiếm. Hung thủ chính là vừa nãy khi phó lão nhị dùng nhật quyệt tinh làm qua mắt chúng ta và đã giết ông ấy. Ai đã giết ông ấy? Là kẻ nào đã giết ông ấy? Là kẻ nào đã giết ông ấy? Là kẻ nào? Giảng huynh, nói, còn bao nhiêu âm mưu quỷ kế nữa? Ta chỉ muốn giết Giảng công tử. Ta chưa hề nghĩ sẽ giết Dương lão đại. Trương đại can, không, không phải ta, không phải bọn họ đâu Triệu huynh. Ta đã sớm nghĩ đến Đường Lan Bổ Thiện, Hoàng Tước Tại Hậu. Hung thủ đã sớm để mắt đến Dương lão đại. Nếu chúng ta cảnh giác một chút, phát hiện sớm hung thủ, thì ông ấy đã không chết. Khi chúng ta vào đây, sư phụ đã ngừng thở. Cái bóng trắng đó cũng không thấy tâm hơi đâu nữa. Thì ra là như vậy. Tất cả câu đố đã có lời giải. Là ai đã làm?
kẻ mặc áo trắng đó, kẻ xuất hiện ở Hàn Nguyệt Sơn Trang và kẻ mặc áo trắng của Yên Sơn Phái. Hắn là một trong những người ở trong phòng này. Ở Hàn Nguyệt Sơn Trang đã sát hại Lý Nhị Gia, vừa nãy tiếp tục sát hại Dương Lão Đại, luôn giết người diệt khẩu, ngăn cản ta tìm ra hung thủ của sự thật 8 năm trước. Chính là ngươi. Hồ Bát Nguyệt. Giảng Quynh sao có thể là ông ta được? Ông ta đã từng cứu mạng Quynh đấy. Ông ta không chỉ cứu mạng mình ta, mà còn cứu rất nhiều người khác. Ông ta hành hiệp trượng nghĩa, là hình mẫu trên giang hồ. Hồ Bát Nguyệt là một trong những danh phận của ông ta. Ông ta còn một danh phận còn lừng lẫy hơn: Bạch Thảo Chiết, Bạch Đại Hiệp. Bạch Đại Hiệp, Bạch Đại Hiệp không phải đã chết rồi sao? Bạch Đại Hiệp. Hãy để Giảng Huynh Đệ nói hết đã. Ta sẽ bắt đầu từ Hàn Nguyệt Sơn Trang. Lý Nhị Gia lúc đó đã bị một kẻ mặc áo trắng sát hại ngay trước mắt ta. Động tác của kẻ đó rất nhanh, xuất kiếm như chớp. Đến ngay cả Lý Nhị Gia, người được giới giang hồ kính nể, cũng không trở tay kịp và bị đoạt mạng. Có thể nói võ công người này trên Lý Nhị Gia một bậc. Trên giang hồ ngoài Bạch Đại Hiệp, Dương Lão Đại, Xảo Thủ Đường ra, thì chỉ còn lại Dương Hòa. Đúng là Dương Hòa dùng kiếm. Năm đó ta đã thấy trong đám hài cốt của vụ thảm án tại Thần Cơ Cốc, không có thi thể của Dương Hòa. Ta có lý do để tin rằng hắn vẫn còn sống. Ta luôn nghi ngờ kẻ giết Lý Nhị Gia chính là Dương Hòa. Nhưng khi ta đến Yên Châu, ngay chính thời khắc mở áo quan của Bạch Đại Hiệp ra xem, ta thấy những suy đoán đó cần phải xem lại. Tuy ta chưa từng thấy dáng vẻ của Bạch Đại Hiệp, nhưng ta tin chắc thi thể đó không phải là Bạch Đại Hiệp mà là của người khác. Người dùng kiếm, gan bàn tay và bốn ngón tay sẽ sinh ra những con giòi mềm mà dày, nhưng ngón tay và gan bàn tay của thi thể đó lại rất sạch sẽ, cho thấy rằng hắn không phải là người dùng kiếm. Ngón tay phải của hắn có dấu vết rõ ràng bị bẻ quặp lại, chỉ có những người cầm cung thì ngón tay mới quặp như vậy. Ý Quỳnh muốn nói Bạch Đại Hiệp đã bắt một người biết bắn cung để thay Bạch Đại Hiệp nằm vào hòm. Người này còn uyên thâm hơn chúng ta nghĩ. Các vị còn nhớ hay không, cũng vào ngày Bạch Đại Hiệp chết, La Gia Trại ở ngoại thành Yên Châu cũng đã xảy ra một vụ án mạng. Người chết nguyên là thủ lĩnh trên núi, ta còn nhớ, tên gọi là Thần Cung Diêm La. Lúc chúng ta đến, hắn bị Hồ Yêu bắt đi. Hồ Yêu, lão đại của bọn ta trước đây là một tay săn, sử dụng cung bằng tay trái vô cùng điêu luyện, nổi tiếng khắp vùng Yên Châu với danh hiệu Thần Cung Diêm La. Chính là do cách dùng tên của huynh ấy quá lợi hại, những loài chim muông cầm thú quanh đó đều bị giết hết, vì thế mới lên núi làm sơn tặc. Trên đời này làm gì có Hồ Yêu? Hắn ta bị Bạch Đại Hiệp bắt đi. Bạch Đại Hiệp, ngươi đã dùng cách bế khí để giả chết qua mặt bọn Bạch Hạc, chờ sau khi nhập quan thì dùng thi thể của Thần Cung Tiễn Diêm La thay ngươi nằm trong hòm, sau đó lén chạy đến Liêu Đông để ra tay giết Dương Lão Đại, đúng không? Nếu ngươi biết Bạch Đại Hiệp không chết, vậy tại sao lúc đó ngươi không nói với Bạch Hạc? Kẻ mặc áo trắng chuyên giết người diệt khẩu, trước khi điều tra ra mục đích của hắn, ta không muốn liên lụy đến Bạch Hạc. Tiếp sau đó là liên tiếp những thất sách của ta, bị kéo vào cuộc chiến tranh giành giữa Dương Lão Đại và Phó Lão Nhị, đặc biệt là Dương Lão Đại. Võ công của ông ta dần dần hồi phục. Việc này đã khiến ta lơ là cảnh giác, đã để cho ngươi có cơ hội ra tay. Ta mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó tại Hàn Nguyệt Sơn Trang, kiếm pháp dùng để giết Lý Nhị Gia và kiếm pháp hôm nay để giết Dương Lão Đại giống hệt nhau. Ở đây, những người đã từng đến Hàn Nguyệt Sơn Trang chỉ có ta, Triển Cô Nương, Triệu Ngã Hoàng, Hồ Bắc Nguyệt và Trương Đại Cang. Dương Lão Đại, Triển Cô Nương,
Và cả Triệu Ngõ Hoàng luôn bên cạnh ta. Với võ công và vũ khí của Trương Đại Cang mà nói, huynh ấy không thể giết chết Dương Lão Đại được. Nối các sự việc lại với nhau thì chân tướng chỉ có thể có một. Người chính là Bạch Thảo Chiết, là người đã giết chết Lý Nhị Gia và Dương Lão Đại. Bên trong cây gậy mà ngươi giấu chính là cái kiếm giết người, có đúng không? Thật không hổ thẹn là con trai của Giảng Tận Quang, mưu kế nào cũng đều không che giấu được ngươi. Không sai, Lý Nhị Gia, Dương Lão Đại và cả Thần Cung Diêm La đều là do ta giết. Ngươi thật sự là Bạch Đại Hiệp? Ta chính là Bạch Thảo Chiết. Nếu sự thật như vậy thì việc ta điều tra sự thật vẫn còn một tia hy vọng. Bạch Đại Hiệp, xin hãy nói cho ta biết, tại sao thà phải giết người diệt khẩu chứ không muốn để cho ta biết chân tướng sự việc? 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Ở đây hơi lộn xộn, chúng ta tìm nơi nào khác nói chuyện đi. Phong cảnh ở đây thật đẹp, nhưng tiếc thay Giảng Đại Ca không thể nhìn thấy. Có rất nhiều người không thể thấy. Đúng vậy, có rất nhiều người không thể thấy. Cõi giang hồ này có rất nhiều nơi mang khí chất giang hồ nghĩa hiệp. Đây chính là điểm mà ta thích nó. Ta cũng vậy. Có nhiều việc bản thân đành phải học cách chấp nhận. Rất nhiều việc kết thúc một cách đột ngột cũng chính là điểm mà ta thích nhất. Tại sao là như vậy? Xấu và tốt luôn tồn tại song song, đó mới chính là một giang hồ với đủ mọi sắc thái. Là một người trên giang hồ cần phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Ta giết bọn họ vì bọn họ đã nợ cha ngươi một mạng sống. 8 năm trước, bọn chúng trong lúc sinh tử đã bỏ mặc cha ngươi. Tất nhiên còn có ta. Nghĩ lại năm xưa, 6 người trẻ tuổi chúng ta không cùng môn phái, gia nhập giang hồ không cùng thời điểm, nhưng hễ xuất hiện thì đều là cao thủ. Cha ngươi, huynh đệ Lý Gia, Sảo Thủ Đường, Dương Lão Đại và cả ta nữa. Chúng ta đã từ khắp chốn tụ hợp lại, kết thành huynh đệ. Cha ngươi lớn tuổi nhất, ta nhỏ tuổi nhất. Bọn ta đều ôm mộng anh hùng, bôn ba khắp nơi trừ gian diệt ác. Trong vòng mấy năm, những môn phái tà đạo trên giang hồ hầu như đều bị bọn ta tiêu diệt sạch. Đến ngay cả tổ chức giết người lớn mạnh như Thập Sát Môn đều không dám ra mặt trực tiếp đấu với bọn ta. Thật là danh tiếng lẫy lừng. Bọn ta quyết tâm xây dựng một thế giới giang hồ lý tưởng. Cứ tưởng có thể tiếp tục làm như vậy mãi cho đến lúc chết. Ai ngờ 8 năm trước xuất hiện ác ma sử dụng kiếm nhanh như chớp để giết người. Hắn vốn máu lạnh, võ công cao hơn nhiều so với tất cả các cao thủ bọn ta ở Trung Nguyên. Hắn gặp kẻ nào thì giết kẻ đó. Không có ai là đối thủ của hắn. Hắn chính là Dương Hòa. Đúng. Nhìn thấy giang hồ bị hắn làm cho trở nên khổ cực lầm than, bọn ta không thể ngồi trơ mắt mà nhìn. Giảng Đại Ca đã đứng ra phát thiệp mời anh hùng, triệu tập các cao thủ anh hùng khắp nơi về Thần Cơ Cốc quyết chiến với Dương Hòa một trận. Bọn ta lúc đó còn nghĩ rằng hoặc cùng giết chết Dương Hòa, hoặc chết dưới lưỡi kiếm của hắn, chết một cách oanh liệt. Võ công của tên ma đầu này tuy cao hơn bọn ta, nhưng bọn ta không phải là không có cơ hội thắng. Giảng Đại Ca, huynh nói xem, năm ông nội ta vẫn còn sống, trên giang hồ đã xuất hiện một ác ma giết người, máu lạnh tóc kiếm quyết nhuốm đỏ cả giang hồ, và cũng giống như những gì Dương Hòa gây ra ngày hôm nay. Ta đã từng nghe nói, đến cuối cùng vẫn bị ông nội ngươi điểm vào ấn đường, hai người cùng ngã xuống. Hắn đã ra tay quá nhanh, bọn ta không thể tiếp cận được,
Cái gọi là song quyền khó địch tứ thủ chính là chỉ cần các người bằng lòng ra tay, nghĩ cách chế ngự hắn, ta nhất định sẽ chớp được cơ hội đoạt mạng hắn. Vậy thì chúng ta đã tập hợp lại cùng tấn công. Không được, chúng ta cùng ôm hắn. Lúc đó thì còn nghĩ gì đến thể diện nữa. Đúng vậy, hôm nay nhất định phải tiêu diệt tên ma đầu đó. Vì cả giang hồ, chúng ta thề quyết chiến đến cùng. Chúng ta đã dự liệu rất nhiều cục diện của trận quyết chiến. Kẻ nào chết trước, kẻ nào chết sau. Khi Dương Quả giết đến ai thì Giảng Đại Ca sẽ giết hắn. Vậy mà cuối cùng vẫn bị thất bại. Tuy nhiên bọn ta đã trải qua trận quyết chiến, tận mắt nhìn thấy Dương Quả giết người, ta mới đột nhiên nhận ra rằng những người trẻ tuổi như bọn ta đã xem nhẹ một số việc. Là cái gì? Hoảng sợ. Sự tàn khốc ác liệt của hắn đã hình thành một loạt sát khí vô khí trong mắt bọn ta, chèn ép lên mắt, đến việc thở khiến cho ta cũng không dám thở. Ta nấp đằng sau một cái cây, lo sợ giọt mồ hôi rơi trên xác lá khô sẽ bị hắn nghe thấy. Đã từng tung hoành ngang dọc không đối thủ trên giang hồ như bọn ta, nhưng khi đứng trước hắn lại như chó ở nhà có tang. Ta mới là đối thủ của ngươi. Ta khó mà tưởng tượng đang đối diện với hắn. Giảng Đại Ca có cảm nhận gì không? Lúc đó ta mới hiểu cha ngươi là một anh hùng thật sự. Bọn ta nên nhảy ra cùng tấn công, yểm trợ cho Giảng Đại Ca xuất chiêu. Nhưng Dương Quả đã ở dòng mai phục của bọn ta, dừng lại rất lâu. Bọn ta không ai dám động đậy. Ta biết bọn ta không phải đang chờ đợi một thời cơ tốt hơn, mà là bọn ta đã quên nên dùng tay nào để nhấc kiếm, bước chân nào ra khỏi đó. Nói ra thật buồn cười, dũng khí của bọn ta khi đối diện Dương Quả, đứng trước cái chết, có thể làm chủ được bản thân. Ta chỉ thấy có hai người. Một là Giảng Đại Ca, một mình đối diện với Dương Quả, huynh ấy không hề lùi bước, quyết sống chết một phen với Dương Quả. Huynh ấy đã đánh một chiêu đoạt mạng Dương Quả, nhưng đồng thời cũng bị Dương Quả đâm một nhát. Cha ngươi chết, Dương Quả cũng chết. Còn bốn người bọn ta đã bỏ mặc Đại Ca tiếp tục sống lây lất. Từ đó về sau, bọn ta đã giấu kín câu chuyện này, không bao giờ dám tự xưng là anh hùng nữa, ôm mối hận suốt cuộc đời này, và cũng chưa từng gặp lại. Nhưng không thấy thi thể của Dương Quả. Giang hồ rộng lớn như vậy, một cái xác chết không quan trọng đâu. Quan trọng là ngươi và cha ngươi giống nhau, là anh hùng hiếm có trên giang hồ. Giang hồ cần ngươi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Giảng Hiền Điệt, đây chính là sự thật ở Thần Cơ Cốc 8 năm trước. Xin thứ lỗi. Các ngươi đã cố gắng hết sức rồi, ngươi không trách bọn ta chứ? Nếu có trách, hãy trách Dương Quả. Ta khẩn cầu tiền bối hãy nói cho ta biết Dương Quả rốt cuộc đang ở đâu. Dương Quả đã không còn trên đời này nữa. Những gì khác ta không thể nói. Giảng Hiền Điệt,
Sự tiếc nuối của ngươi đã có lời kết. Ta cũng nên kết thúc sự hối tiếc của ta. Trên đời này không có nhiều anh hùng như vậy. Quen biết ngươi và cha ngươi là vinh hạnh lớn nhất của Bạch Thảo Chiết ta. Làm anh hùng rất khó, khó hơn nữa cũng không nên quay đầu lại.